Thưa quý vị, chúng tôi xin cập nhật về vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Điểm sạt lở mới phát sinh tại trạm cảnh sát giao thông Madagui, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng, đóng ở trên đèo Bảo Lộc xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều nay. Hàng chục khối đất đá sạt lở từ trên đỉnh đồi tràn xuống đã lấp toàn bộ mặt đường đèo. Một phần trạm cảnh sát giao thông cũng đã bị vùi lấp. Theo thông tin ban đầu thì hiện chưa liên lạc được với 4 người, trong đó có cán bộ chiến sĩ của trạm cảnh sát giao thông Madagui. Các cán bộ chiến sĩ này trở về trạm ăn cơm sau khi túc trực giải tỏa ách tắc giao thông ở trên đèo. Lực lượng chức năng đang huy động phương tiện để cứu nạn cứu hộ. Và cũng tại thời điểm xảy ra sạt lở thì một chiếc xe khách loại 45 chỗ đang lưu thông đã bị đất đá đẩy trôi vào hộ lan về phía vực Ờ, rất may là không bị rơi xuống. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, đến 4 giờ chiều giao thông trên quốc lộ 55, đoạn qua cống ngầm vẫn bị chia cắt. Xã đã bố trí lực lượng chốt chặn, không cho các phương tiện qua lại. Tại xã Lộc Nam hiện có khoảng 50 căn nhà dân bị ngập sâu từ 1,5 đến 2 mét, cao nhất từ trước đến nay. Quốc lộ 55 là tuyến đường nối từ quốc lộ 20, đi qua hai xã là Lộc Thành và Lộc Nam, huyện Bảo Lâm vào huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, ra quốc lộ số 1.